Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 3. Các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 3 bài 152 luyện tập trung. Bài 1 đặt tính rồi tính. Phép tính thứ nhất là 4182 nhân với 4 bằng bao nhiêu? Ở đây, chúng ta sẽ lấy 4 nhân với lần lượt các chữ số của số 4182 theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên là 4 x 2 bằng 8, viết 8. 4 x 8 bằng 32, viết 2 nhớ 3. 4 x 1 bằng 4, thêm 3 bằng 7, viết 7. 4 x 4 bằng 16, viết 16. Như vậy, 4182 nhân với 4 bằng 16728. Tiếp theo, chúng ta thực hiện phép chia. 16728 chia cho 4. Ở đây số chia là 4, có một chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn theo thứ tự từ trái sang phải của số bị chia một chữ số. Từ trái sang phải, chúng ta chọn chữ số đầu tiên là 1. Nhưng vì 1 bé hơn 4 không chia được cho 4, cho nên chúng ta phải chọn thêm một chữ số nữa. Và bây giờ chúng ta có 16. 16 chia cho 4 bằng 4. Viết 4, sau đó lấy 4 nhân ngược lên với số chia là 4. Thì 4 x 4 bằng 16 và lấy 16 trừ 16 bằng 0. Tiếp theo chúng ta hạ chữ số 7 của số bị chia xuống. Chúng ta lấy 7 chia cho 4 thì chúng ta được 1 lần. Sau đó lấy 1 nhân ngược lên với số chia là 4. Thì 1 x 4 bằng 4 và lấy 7 trừ đi 4 bằng 3. Tiếp tục, chúng ta hạ chữ số 2 của số bị chia xuống. Và bây giờ chúng ta có số 32. 32 chia 4, chúng ta được 8 lần, viết 8. Sau đó lấy 8 nhân ngược lên với số chia là 4. Thì 8 x 4 bằng 32 và lấy 32 trừ đi 32 bằng 0. Tiếp theo, chúng ta hạ chữ số 8 của số bị chia xuống. Bây giờ chúng ta lấy 8 chia cho 4, thì chúng ta được 2 lần, viết 2. Sau đó lấy 2 nhân ngược lên với số chia là 4 thì 2 nhân 4 bằng 8 và lấy 8 trừ đi 8 bằng 0. Như vậy 16728 chia cho 4 bằng 4182. Tiếp theo chúng ta thực hiện phép chia. 62146 chia cho 3 bằng bao nhiêu? Ở đây số chia là 3, có một chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn một chữ số của số bị chia theo thứ tự từ trái sang phải. Đầu tiên chúng ta chọn 6. Chúng ta lấy 6 chia cho 3, chúng ta được 2 lần, viết 2. Sau đó lấy 2 nhân ngược lên với số chia là 3. 2 nhân 3 bằng 6 và lấy 6 trừ đi 6 bằng 0. Tiếp theo chúng ta hạ 2 xuống. Bây giờ chúng ta lấy 2 chia cho 3. 2 bé hơn 3 cho nên 2 chia cho 3 bằng 0 lần, viết 0. Sau đó lấy 0 nhân ngược lên với số chia là 3. 0 nhân 3 bằng 0 và lấy 2 trừ đi 0 bằng 2. Tiếp tục chúng ta hạ 1 xuống. Bây giờ chúng ta có số 21. 21 chia cho 3, chúng ta được 7 lần, viết 7. Sau đó lấy 7 nhân ngược lên với số chia là 3. 7 x 3 bằng 21 và lấy 21 trừ đi 21 bằng 0. Tiếp tục, chúng ta hạ 4 xuống. Bây giờ chúng ta lấy 4 chia cho 3 thì chúng ta được 1 lần, viết 1. Sau đó lấy 1 nhân ngược lên với số chia là 3. Thì 1 x 3 bằng 3 và lấy 4 trừ đi 3 bằng 1. Tiếp tục, chúng ta hạ 6 xuống. Bây giờ chúng ta có 16. 16 chia cho 3, chúng ta được 5 lần, viết 5. Sau đó lấy 5 nhân ngược lên với số chia là 3. 5 x 3 bằng 15 và lấy 16 trừ đi 15 bằng 1. Như vậy 1 chính là số dư của phép chia. Do đó 62146 chia cho 3 bằng 20715 và dư 1. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau. Nhà trường mua 235 hộp bánh, mỗi hộp có 6 cái bánh. Số bánh này đem chia hết cho học sinh, mỗi bạn được 2 cái bánh. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn được chia bánh? Thì như vậy, chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán này như sau. Số bánh nhà trường đã mua là. Đầu tiên, chúng ta cần phải tính số bánh nhà trường đã mua là bao nhiêu cái. Ở đây, chúng ta có 235 hộp bánh, mỗi hộp có 6 cái bánh. Mỗi hộp có 6 cái bánh, như vậy 235 hộp sẽ có 235 nhân với 6. 235 nhân với 6 bằng 1410. Do đó số bánh nhà trường đã mua là 1410 cái. Số bạn được chia bánh là. Ở đây mỗi bạn được chia 2 cái bánh, như vậy 1410 cái thì chúng ta sẽ chia cho bao nhiêu bạn? Chúng ta lấy 1410 chia cho 2 bằng 705. Như vậy số bạn được chia bánh là 705 bạn.
Như vậy mỗi bạn được chia là 2 cái bánh, do đó 1410 cái bánh chúng ta sẽ chia cho 705 bạn. Và chúng ta có đáp số là 705 bạn. Thì như vậy chúng ta đã làm xong bài tập số 2. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 3. Một hình chữ nhật có chiều dài là 36 cm, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Thì chúng ta đã biết diện tích của hình chữ nhật được tính bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Nhưng chiều dài và chiều rộng phải cùng đơn vị đo. Ở đây chúng ta biết một hình chữ nhật có chiều dài là 36 cm, chiều rộng chúng ta chưa biết bằng bao nhiêu, nhưng chỉ biết rằng chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Và bài toán yêu cầu chúng ta tính diện tích của hình chữ nhật đó. Thì như vậy, muốn tính được diện tích của hình chữ nhật, đầu tiên chúng ta cần phải tính chiều rộng của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu. Chiều rộng của hình chữ nhật là do chiều rộng bằng 1/4 chiều dài mà chiều dài bằng 36 cm, cho nên để tính chiều rộng của hình chữ nhật, chúng ta lấy chiều dài chia cho 4. Cụ thể ở đây chúng ta có 36 chia cho 4 bằng 9 và đơn vị là cm. Chúng ta có chiều dài bằng 36 cm và chiều rộng chúng ta vừa tính được bằng 9 cm. Như vậy để tính diện tích của hình chữ nhật, chúng ta chỉ việc lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Diện tích của hình chữ nhật là, chúng ta lấy chiều dài là 36 nhân với chiều rộng là 9, 36 nhân với 9 bằng 324. Đơn vị đo của chiều dài là cm, của chiều rộng là cm, cho nên đơn vị đo của diện tích sẽ là cm vuông. Do đó diện tích của hình chữ nhật là 324 cm vuông. Và chúng ta có đáp số là 324 cm vuông. Thì như vậy chúng ta làm xong bài tập số 3. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 4, viết tiếp vào chữ chấm. Ngày 20 tháng 11 là thứ hai, những ngày thứ hai trong tháng đó là. Thì ở đây chúng ta biết ngày 20 tháng 11 là thứ hai. Do đó thứ hai của tuần trước sẽ là ngày 13 tháng 11. Bởi vì chúng ta lấy ngày 20 trừ đi 7 ngày, tức là cách đây 1 tuần, thì chúng ta sẽ được 20 trừ 7 bằng 13. Vì vậy thứ hai tuần trước sẽ là ngày 13 tháng 11. Tương tự như vậy, chúng ta có thứ hai tuần trước nữa sẽ là ngày mùng 6 tháng 11. Bởi vì chúng ta lấy 13 trừ đi 7 bằng 6. Thứ hai tuần sau sẽ là ngày 27 tháng 11. Chúng ta chọn mốc ngày 20 tháng 11 là thứ hai. Do đó thứ hai tuần sau, tức là sau cái ngày 20 tháng 11 một tuần, sẽ là ngày 27 tháng 11. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta lấy 20 cộng với 7, tức là sau ngày 20 tháng 11 một tuần, thì sẽ là ngày 27 tháng 11. Bởi vì chúng ta lấy 20 cộng với 7 bằng 27. Do đó những ngày thứ hai trong tháng 11 sẽ là các ngày, ngày mùng 6, ngày 13, ngày 20 và ngày 27. Thì như vậy chúng ta đã làm xong bài tập số 4. Video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.